Chào mừng các bạn đến với khóa học Nghệ thuật quản lý nhân sự à, Ngày hôm nay Cường rất vui mừng được có thể chia sẻ với các bạn về liên quan đến một trong những cái nghệ thuật mà có thể nói rằng nghe thì tưởng là rất dễ nhưng lại là rất khó với các bạn là cấp quản lý Cấp quản lý ở đây, Cường muốn nói ở đây đó chính là từ các bạn trưởng nhóm cho đến các cấp phó phòng, trưởng phòng, phó giám đốc đến giám đốc của các tất cả các doanh nghiệp Và có thể nói đó chính là môn gì? Đó là nghệ thuật quản lý nhân sự Nghệ thuật quản lý nhân sự bản thân nó chính là một môn nghệ thuật và câu chuyện rằng mỗi người quản lý đó chính là trở thành người nhạc trưởng ở trong cái bản mà chúng ta cần phải nói là giống như một người viết nhạc, giống như một người soạn nhạc hay là bản thân chúng ta cũng phải điều phối cả một ban nhạc. Nên chính như vậy là có thể nói là nghệ thuật quản lý nhân sự nó có vừa có cái tính cứng, vừa có cái tính mềm ở trong đó và cứ rất vui mừng có thể chia sẻ cùng với tất cả các bạn để chúng ta có thể đi vào một cuộc hành trình mang tên là nghệ thuật quản lý nhân sự với đầy đủ các chương gồm 9 chương. Chương 1 là những nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhân viên, chương 2 dành cho những người vừa mới trở thành quản lý, chương 3 ra lệnh cho nhân viên như thế nào, chương 4 làm tốt công tác chỉ đạo như thế nào, chương 5 làm thế nào để giáo dục nhân viên, chương 6 làm thế nào để khích lệ nhân viên, chương 7 bồi dưỡng khả năng đánh giá đúng nhân viên, chương 8 phương pháp mới để nắm bắt tâm lý cấp dưới và chương 9 làm gương cho cấp dưới cường tin rằng với chín chương này các bạn sẽ hoàn toàn có thể tự tin để có thể quản lý những nhân sự ở trong đội nhóm của bạn và cũng như phòng ban của bạn và hãy nắm chắc những gì mà cường sẽ chia sẻ với các bạn ngay sau đây để chúng ta có những nội dung và có những cái phần để chúng ta áp dụng trong thực tế một cách liền mạch nhất cũng như là hiệu quả nhất để cho chúng ta xây dựng một đội nhóm vững mạnh lợi ích khi học online trên Unica học mọi lúc mọi nơi chỉ với một chiếc laptop hoặc mobile kết nối internet mua một lần bạn được sở hữu khóa học trọn đời bạn có thể xem đi xem lại cho đến khi thành thạo vừa học vừa thực hành hỏi đáp trực tiếp với giảng viên